Hi, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Thời gian vừa qua thì mình cũng hơi chỉnh mảng YouTube một tí, tại vì một phần đi làm về cũng khá là mệt, xong rồi mới tìm được một cái game mới, đó là game Aigu Ma Sói Online ấy. Chơi nó hơi cuốn nên là quên xử mất làm YouTube. Thế là hôm nay thì mình sẽ làm về chủ đề nước hoa clone nhé. Tại vì sau khi mình làm 2 đến 3 video thì mình có nhận được hai cái luồng ý kiến khá là trái chiều. Một bên thì là do các bạn là học sinh sinh viên, các bạn thấy bạn rất thích chủ đề này, tại vì tài chính của các bạn thì không tốt, nên là khi các bạn tìm được những cái mùi hương mà mình giới thiệu mà nó giống với những chai nước hoa hot như Kit Aventus hay là Baccarat 540 thì các bạn rất là vui. Còn một bên thì là những bạn thì đã có tài chính tốt này, có là những người đam mê nước hoa, thì các bạn ý đề cao cái giá trị của một chai nước hoa, đề cao về cái tính chất sáng tạo của perfumer. Nên là khi mà có những cái chai nước hoa mà nó ra mắt sau rồi nó làm mùi hương giống để thu về cái tài chính thì các bạn ấy có vẻ là không vui vẻ cho lắm khi mà mình giới thiệu về cái mảng này. Nhưng mà tại vì mình là một người làm YouTube ở đây và cũng nó hơi kỉ một chút là đây là kênh của mình, nên là mình rất là muốn chia sẻ đến rộng rãi mọi người đến để biết tới cái thế giới mùi hương này hơn. Thì có thể là các bạn ấy bây giờ thì tài chính chưa tốt thì các bạn dùng clone thôi, còn nếu mà sau này thì tài chính các bạn tốt thì các bạn lại dùng chai nước hoa tốt hơn, chai nước hoa có mùi hương, nó không phải là những cái mùi clone của những chai nước hoa nổi tiếng nữa. Thì chúng ta tạm thời cứ để hai cái luồng ý kiến trái chiều như vậy để mọi người cùng nhau xem và cùng nhau nhận xét và bình luận góp ý cho kênh của mình. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chai nước hoa mà mình nghĩ rằng là nếu như các bạn nào mà chưa hiểu rõ lắm về nước hoa clone và hay là đang gọi là có những cái ác cảm về nước hoa clone ấy, thì các bạn xem xong video này thì mình nghĩ là các bạn cũng sẽ thay đổi được một chút nào đó về quan điểm về nước hoa clone nhá. Cách đây khoảng tầm 2-3 tuần thì mình có lên sóng một cái video, đó là top 5 chai nước hoa với giá trên 3 triệu đồng dành cho những bạn nào mới chơi mà có tài chính tốt. Thì trong đó có một chai nước hoa, đó là Tom Ford Neroli Photofino phiên bản Forte, là một cái phiên bản nâng cấp của chai nước hoa Tom Ford Neroli Photofino mà nhà thiết kế Thái Công đã rất là thích và lựa chọn làm chai nước hoa mà anh sử dụng vào hàng ngày vào mùa hè. Thì như mình đã review ý, thì đó là một chai nước hoa khá là sạch sẽ, khá là phét, và nó mang đến một cái hình ảnh rất là thanh lịch, rất là gọi là chỉn chu, rất là gọi chỉn chu, sạch sẽ rồi thanh lịch, và nó thực sự là khá là dễ dùng và mùi hương nó cũng rất là an toàn, có nghĩa là bạn này sẽ không bao giờ bị khó chịu bởi cái mùi hương hay là bị những người khác chê là mùi hương này quá là nồng hay là mùi hương này nó quá là bám tỏa, quá là khủng, thì nó là một cái mùi hương khá là ok. Và cái phiên bản Forte mà mình gọi là recommend cho các bạn ấy thì nó là một cái phiên bản nâng cấp và mình thấy rằng là nó có phần nam tính hơn một chút nhờ cái vị đắng của Neroli, và đó là một chai nước hoa mà mình cũng khá là thích. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn một chai nước hoa mà nó có mùi hương giống khoảng tầm 70-80% đến từ nhà Nâu 4711. Đây, mình zoom vào cho các bạn. Đó, tên nhà nước hoa này nhìn trông nó giống hơi kiểu giống chai rượu ở trên bàn thờ. Về mùi hương của em nó thì nếu như side by side hai mùi với nhau thì bạn mới nhận ra cái sự khác biệt. Còn nếu như mà chỉ để ngửi thoáng qua thì các bạn sẽ rất là khó để có thể nhận ra đâu là Tom Ford Neroli, đâu là chai nước hoa 4711 Order Cologne này, phiên bản original này. Thì đây là một cái mùi hương có thể nói rằng là nó rất giống, nhưng mà có một cái điều rất là tệ, đó là nó chỉ bám tỏa ở trên da mình khoảng tầm 2 tiếng nếu như bạn ngồi trong văn phòng điều hòa, bạn không đi ra ngoài. Còn nếu như bạn đi ra ngoài thì chắc là nó chỉ tầm 1 tiếng thôi, gần như là 1 tiếng sau là nó không còn một chút mùi nào ở trên da nữa rồi. Và về cái thiết kế của chai nước hoa này thì em này thì mình không nhớ, đây là chai của mình là 90ml và nó có rất nhiều dung tích khác nhau, 170ml hay sao ấy. Mình cũng đang đặt thêm mấy chai nước hoa của nhà này về để thử những cái mùi hương khác với những cái nốt hương nó dày hơn để xem là cái độ bám tỏa của nhà nước hoa này nhau. Nhưng mà có một cái điều, đó là em này thì nó ra mắt vào năm 1792, còn với phiên bản Tom Ford Neroli Photofino đầu tiên nó ra mắt vào năm 2011, và cái phiên bản Forte thì nó ra mắt vào năm 2016.
có thể nói là nó cách nhau ở tầm hơn 200 năm, 220 mấy năm gì đó. Và bây giờ mình sẽ nói lý do tại sao mình làm review hôm nay. Thì thứ nhất là nếu như bạn nào là học sinh sinh viên thì bạn muốn thử cái mùi hương của Tom Ford Nenoli Fortofino hay là phiên bản Forte thì các bạn có thể mua chai nước hoa này. Em này thì mình nhớ rằng chai 90ml nó chưa đến 1 triệu đồng đó. Còn nếu như mà một chai 170ml hay 180ml gì đó, mình không nhớ tại vì mình đang order nó chưa về, thì nó chỉ tầm hơn 1 triệu một chút thôi, tầm 1.3 triệu, 1.4 triệu gì đó cho chai với cái size rất là lớn. Và em này thì trông thiết kế nó hơi buồn cười một chút. Và cái điều thứ hai mình muốn truyền tải tới các bạn qua chai nước hoa này đó là nhiều bạn nghĩ rằng là các thương hiệu nổi tiếng ấy thì họ tự làm mùi hay là họ có những cái sáng tạo rất là riêng, và những cái nhà nước hoa không nổi tiếng thì họ sẽ làm những cái mùi hương giống với những cái mùi hương của những cái thương hiệu nổi tiếng để họ bán ra để kiếm được những cái doanh số tốt và với những cái giá rất là rẻ. Nhưng mà đây là một cái điển hình và đây là một cái dấu hỏi nếu như bạn nào đang có suy nghĩ như vậy. Tại sao một chai nước hoa ra mắt hơn 200 năm rồi mà Tom Ford Nenoli Fortofino nó là một cái phiên bản rất là giống mà nhiều người không biết tới chai nước hoa này mà chỉ biết tới Tom Ford Nenoli Fortofino? Nhưng mà rõ ràng em này ra mắt trước mà, đúng không? Thì chúng ta đang phải đặt câu hỏi là liệu Tom Ford Nenoli Fortofino thì nó có phải là mùi clone của chai nước hoa này không? Và nếu như hỏi mình giữa hai chai nước hoa Tom Ford Nenoli và chai nước hoa 4711 phiên bản original order clone này có nên mua hay không, nên mua em nào, thì mình nghĩ rằng là các bạn không nên mua phiên bản này. Tại vì thực sự nó rẻ thì rẻ thật, nhưng mà ngoài cái mùi hương nó giống nhau ra thì tất cả những cái mặt về thiết kế, thứ nhất là thiết kế trông rất là giống chai rượu cúng, thứ hai là cái vỏ này trông rất là tàu ấy các bạn ạ. Các bạn có thể đây không mở được, cái mấy cái size to thì nó mở được, và cái size to nó thậm chí là nó không có vòi xịt cơ, và cái vòi này thực sự rất là đều luôn. Thì nó rất là giống chai rượu cúng ấy, như mình nói rồi đấy, là đặt lên bàn thờ trông đặt chỗ nước hoa này đại tưởng mình đặt chai rượu cúng. Cái thứ hai đó là về cái độ bám tỏa em này thì em này rất là tệ. Mình phải công nhận một điều rằng phiên bản Tom Ford Nenoli Fortofino là phiên bản nâng cấp rất là tốt của em này rồi, và phiên bản Forte là phiên bản nâng cấp tốt hơn nữa. Nên là mọi người mà nếu như bạn muốn thử mùi thì bạn có thể mua em này, hoặc là bạn có điều kiện mang em nó đi suốt ngày mà bạn thường xuyên phải xịt lại và bạn không ngại cái vấn đề xịt lại thì các bạn có thể mua em này. Còn mình thì mình vẫn đánh giá rất là cao và mình vẫn khuyên các bạn mua cái phiên bản Tom Ford Nenoli Fortofino phiên bản Forte cho nam giới, và cái phiên bản thường cho các bạn nữ cũng được. Đó nên là tùy tài chính của các bạn thôi. Và cái phiên bản này thì độ bám tỏa nó rất là kém nên các bạn đừng nên mua. Và đó là những cái điều mà mình muốn truyền tải đến các bạn trong cái video lần này. Không phải là cứ thương hiệu lớn thì họ sẽ có nhiều sáng tạo, họ không làm mùi giống những cái chai nước hoa đã ra mắt trước kia, và cứ không phải là cái thương hiệu nhỏ thì họ sẽ bắt buộc phải làm mùi hương giống với những cái mùi hương đang hot trên thị trường và bán ra với giá rẻ. Thực ra nó còn phụ thuộc rất nhiều vào những cái yếu tố khác như là thương hiệu này, rồi giá tiền này, rồi PR như các kiểu. Nên là mình sẽ cố gắng làm để giới thiệu các bạn những cái chai nước hoa nó có mùi hương tốt và nó với giá tiền rẻ, hay là những chai nước hoa đang hot trên thị trường, và tìm ra những cái chai nước hoa clone tốt nhất cho các bạn để các bạn có những cái lựa chọn thật là tốt nếu như các bạn có tài chính không tốt ở trong chuyên mục nước hoa clone này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn lại, bye bye.